Em xin trình bày mảnh giải mã từ 2 sang 4. Chưa đâu. Đầu tiên ta chọn New Project. Tiếp theo là chọn Project New Sao, chọn VHDL Module và gọi tên. Rồi đây em xin gõ chương trình, em gõ chương trình trước ở ra ngoài desktop, em có vào đây luôn. Bắt đầu ra kiểm tra, chọn check xem có sai lỗi ở đâu. Mày báo được không bị lỗi. Tiếp theo chọn project, chọn new sao, chọn tech ben webform của mô phỏng. Tiếp theo là chọn đầu vào. Ta sẽ vào lại. Chọn processor. Bắt đầu nó mô phỏng. Em cứ thấy đây thay đổi đầu ra đầu vào, đầu ra à, đầu vào đầu ra thay đổi thế này. Mô phỏng. Đầu vào là cái gì? Đầu vào yêu cầu là cái gì? Em cứ thấy là đầu vào là y y không chấm y không và y một ạ. Đầu ra là q từ q không đến q ba. C2H0, em thưa thầy đây em cũng không hiểu đây là cái gì, nhưng mà thưa thầy đây là cái phần mềm, đây là nó toàn bộ đây là Q0, Q1 đều có và ta đầu ra là Q0 đến Q3 là có thầy. Mãi xa à, rồi. À hai đây. À mã hết xa đây, nó là đây là mã hết xa này. Vâng. Cái này có thiết kế được trực quan. Tôi thay đổi chân, tôi thêm chân này, tôi muốn chân này. Em chưa nghiên cứu được đến đấy. Không phải học thuộc bài này, em làm nhiều bài khác rồi.